chào mọi người nha, hôm nay uh, bình luận một chút về ông uh, sư uh, thích minh tuệ thì uh, nói chung là cái uh, chuyện này nó cũng uh, rần 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 tới bây giờ vẫn chưa kết thúc ha nó vẫn ầm uh, ỉ hoài thôi thì uh, 20 ngày trước uh, tức là cái lúc mà nó bắt cóc uh, ổng nó đem từ ở khu vực huế về về gia lai đó thì uh, lúc đó là nó vẫn còn nhốt ổng chứ nó chưa có thả ha nó vẫn nhốt ở trong cái trại cái tù nào đó ổng nhốt chứ không, chưa không có thả ổng thì qua cái vấn đề mà làm căn cước thẻ căn cước rồi này kia cho ổng á là cái dự trù là nó sẽ đẩy ổng đi qua ấn độ đó theo cái ý nguyện của ổng ổng cũng muốn qua ấn độ để ổng tu tuy nhiên thì một là đã ổng đang ở bên ấn độ rồi hai là nó đang còn nhốt ổng ở đâu đó ha ở đâu đó thì sau cái giai đoạn đó là mình thấy nó thả cửa tức là nó có nhiều chốt lúc mà mới đem về đó đem về gia lai á thì khu vực đó thì người ta dân người ta đổ xô ồn ồn tới á thì nó cũng chọn năm bảy chốt chỗ đó để nó để mà nó cấm không cho người ta vô rồi sau đó nó, nó hốt ổng đi thì nó đi chỗ khác thì bắt đầu nó mới thả từ 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 ha nó thả cổng từ từ để cho người ta đi vô thì vô thăm viếng rồi sau đó nó cũng nói chung nó có cài cấm ở trong đó nhiều lắm mình coi nhiều cái video mà cho vô nhà thoải mái đó mở cửa nhà tan quát gì đó thì ổng thì ổng bà già thì ở trên lầu thôi còn anh của ổng thì có gia đình riêng thì ở một cái nhà riêng đó còn cái nhà đó là nhà rộng mênh mông cái nhà trắng trắng đó, hàng rào đó giống như biệt thự vậy đó, thì nhà rộng mênh mông thì ông bà già ở trên lầu, còn nguyên cả một cái phòng lớn ở phòng khách ở phía dưới dưới tầng tầng một đó là hầu như là khách lúc nào cũng được được đi ra đi vô ha, ở trong đó có nhà báo, có đặc vụ rồi này kia tùm lum ở trong đó hết, mình nhìn mình biết ha, và nó cũng có cài một cái con nhỏ mà con nhỏ mà làm ban tập viên của đài VTV đó, nó cũng cài cắm ở trong đó thì con đó cái con mà mà đồng là nói là về tình nguyện về để mà nâng khăn sửa túi Không để về mà lo cho, cho ông bà già của ông Sư Minh Tệ đó Đó con đó là nằm vùng ở trong đó đó Nó là ban tập viên của VTV ha Đó thì hầu như coi video nào cũng thấy có mặt nó trong đó Tức là nó ban ngày thì nó ra nó ở trong một cái nhà người dân nào đó Hoặc là ở trong một cái nhà trọ nào đó Còn ban ban đêm thì nó ở đó còn ban ngày thì nó ra nó túc trực giống như là 24 trên 24 gì đó nó ra nó túc trực ở trong cái phòng đó thì ai tới quay video thì mình thấy video nào quay cũng dính mặt nó vô đó hết thì nó cũng giao bộ đi lại 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 gì thôi đó thì con đó là nhắn điệp trong đó đó thì nó coi có chương trình gì có ai lạ không ai tới nói gì không là nó bấm điện thoại lên là nó nó thu âm á thu âm là nó gửi về cho cái đám ấy đó đám an ninh đó thì cái vấn đề chính ở đây là bây giờ anh chị em nhìn thấy cái cửa ha cái cửa hàng rào thì trước nó là rêu phong cũ kính lắm nhưng mà sau này thì cách đây cũng vài ngày thì bắt đầu cái tụi sơn nó tới nó sơn ha nó cũng tình nguyện nó tới nó sơn thật ra là nó tới nó tình nguyện nó bỏ vài thùng sơn ra để nó sơn bỏ cái công sơn để mà nó quảng cáo cái tên thương hiệu của của cái tụi này thôi ha của công ty nó thôi thì mình có coi video có thấy nó chạy cái xe À, tới rồi nó có năm uh, bảy đứa gì đó cũng mặc đồ đồng phục đồng phục mà của bên uh, hãng sơn đó. đó thì nó tới nó sơn tình nguyện và mình nghĩ tự nhiên cái nhà người ta cái đem tới đem sơn tới sơn không hỏi ý kiến nhà người ta gì hết cũng tự ý sơn ha thì cái này nói chung là tụi nó cũng có ấy hết cũng có âm mưu rồi hết trong đó thì nó sơn nguyên cái phần ở ngoài trước trắng tinh luôn ha hàng rào đó trắng tinh luôn để nó quảng cáo thì cái vấn đề chính ở đây á, là À, cái tụi công an gia lai á, nó muốn uh, chiếm cái đất của ông ông minh tuệ này nè nó chiếm đất của ông bà già này nè thì cái nguyên cái uh, cái đất mà vườn sầu riêng đó thì nó muốn uh, chiếm ha nó muốn ban đường đó đó để nó phân lô bán nền đó để nó chiếm nhưng mà nhà ông ông ấy này không có cho đó, không có cho cho nên là nó tìm đủ cách thì sẵn dịp ngay cái lúc mà nó bắt ông về đây rồi ùng 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 lên đó thì nó cũng dùng đủ thứ chiêu trò hết thì cái đoạn đường mà trước nhà ông ông ấy này nè À, là nó muốn phóng thẳng luôn ha nó phóng thẳng băng ngang cái vườn sầu riêng của 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 ông Minh Tệ đó đó băng ngang đó thì nó khi mà phóng cái đường ngang đó thì nó cũng bằng nó đòi là 7 mét đó, chiều rộng 7 mét mà nếu mà nó phóng đi vô trong đó thì chặt hết cũng phải vài chục cây sầu riêng đang cho trái ha đang bán cũng có giá lắm đó, nó là tính ra chặt cũng là gần cả trăm cây á, nó đi xuyên qua cái đường ở trong cái vườn của ổng mà thành ra cơ nhà cũng không có chịu cho nên nó cũng tìm đủ cách nó làm ha thì nó cũng cho người tới dừng trụ hàng rào lên để nó lấy cái phần đường ở ngoài đó, cho cái phần đường nó rộng á nó tự cho người đem mấy cái trụ bê tông tới để đóng xuống rồi dăng cái lưới b 40 mươi ngoài nó thì ở trong cái ngầm ý á, là nó nói là để không có cho không có cho người ta đi vô trong đó dẫm đạp lên chết cỏ chết cái vườn cây sầu riêng chứ thực thiệt, thiệt ra là nó muốn cướp cái đoạn đường đó ha nó muốn chiếm lấy cái đoạn đường cho nên nó tự cho người tới đóng trụ bê tông xuống và dừng cái lưới B40 luôn là bắt đầu nó lấy ngay cái đoạn đó đó nó dọc dài theo nó lấy đường đó thành ra đó là nó chứ không có ai mà tự ý đúng không không có người nào mà tự ý tới mà đến nỗi mà sợ người ta đi tới thăm viếng mà người ta đạp hư cái vườn sầu riêng mà phải đem bỏ tiền ra để mà đem mua lưới B40 với lại mấy cây trụ bê tông xuống để mà mà dừng cái hàng rào dài như vậy đâu không có ai làm chuyện đó hết đó, ha nhưng mà nó có ý đồ của tụi nó hết đó. nó dừng cái đó để nó phân cách ra từ ngay cái hàng rào ra cái mép là đường là nó lấy cái phần đất đó để nó làm đường đó còn mấy dọc 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 theo đó thì nó phân lô bán nền ha à, thì anh chị em cũng biết là nó nhốt ông ở đâu 20 ngày nay rồi cũng chưa có thông tin nào cho biết là ông đã đi qua tới Ấn Độ chưa hay là đang cùng nhốt ở tù nào ha đây là cái uh, trụ uh, mấy cái trụ cột bê tông ha dài dọc theo đường đó rồi uh, đóng uh, lưới b 40 mươi xuống ha à, bà này uh, không biết tới đây làm cái gì đây đang còn luyện công gì đây <laughs> uh, thì uh, chụp lúc này thì chụp chúng uh, chúng nha cho nên là <laughs> chúng bảo không biết đang còn làm cái gì nó uh, đang còn luyện công gì đó <laughs> thì uh, cái vấn đề đó là mình thấy uh, nó có dàn xếp ha nó có dàn xếp rõ ràng là nó nó cho những nó thuê những cái người um, cậu cái cây bồ đề tới nè không cậu cây bồ đề tới rồi tự ý luôn tự ý luôn rồi trồng rồi còn hỏi trồng chỗ nào tới đó bây giờ giống như là nó đã đã đem tới nó chở tới nơi tới tới chỗ để rồi thì bắt cái ông ông anh của ông minh tệ này ra nói chuyện thôi bây giờ muốn trồng chỗ nào thì giờ ông chỉ có nói thì muốn trồng chỗ nào trồng chỗ đó cũng được khá gì ông chỉ tay ông nói chỗ đó cũng được thì đừng có trồng qua phía đất của người ta là được rồi đó là cái nó múc lấy xe bút nó múc luôn ha nó múc đất lên nó tự ý trồng luôn chứ chẳng có xin phép người ta chẳng có nói với người nhà biết chứ nói với ông bà già biết gì hết tự chế luôn cái số điện thoại nó nằm ở trên cái cần cẩu đó anh chị em nào rảnh rảnh ở gần khu vực đó thì gọi thử coi gọi hỏi thử coi là cái cây này cưa từ ở đâu đem từ ở đâu tới ai đem ai bắt là phải đem tới ha thì thằng công an nào Đó, à, thằng công an nào tên gì À, ai thuê này ai trả tiền cho thằng này mà đi uh, lấy cái xe tải này đi uh, cẩu cái uh, cái gốc cây đó gốc cây nó mua ở đâu ha chở từ đâu tới đó rồi giá bao nhiêu mua bao nhiêu đó hỏi cái thông tin đó ha có số điện thoại đó, mình để chuẩn cái tên đó thì uh, nó tự ý ha nó tự ý nó đem xe tải rồi uh, xe tải có cần cẩu nó tới nó cẩu cái gốc cây này tới nó nó trồng ở ngay cái chỗ cái gốc cái gốc đường đó uh, nó trồng ở đó thì anh chị em nghĩ thử coi đâu nếu mà một người bình thường thì chẳng có ai dám làm hết đúng không? Thứ nhất đó, là cái gốc cây cổ thụ á nói 200 năm trở lên. Thì cái gốc cây này nếu mà mua cũng vợ cũng cả tỷ ha, cả tỷ đồng. Đó hoặc là vài trăm triệu, đó thì nếu mà mua đó thì ai mà ngu gì mà bỏ tiền ra mua rồi đem tới đó mà làm như vậy phải không? Rồi ai cho phép? Đó ai cho phép ai thuê xe phải không? Ai trả tiền để cho cái xe càng cổ này nó nó đem tới, đó, nó đem tới đây để nó trồng thì cái nhiêu đó là mình đã biết rồi ha nó phải có cái thế lực ngoài sau đó, thế lực ngoài sau bắt làm những gì theo cái dàn dựng cái cái dàn dựng của nó đó mới có cái chuyện đó chứ không có người dân nào mà tự mà họ bỏ tiền ra hàng triệu hàng tỷ ra mà để họ đi mua cái cây bồ đề này rồi đem tới đây để mà trồng ha để mà trồng rồi làm hàng rào đồ này kia lên rồi kiên cố rồi ha đó, nó tính toán rồi hết rồi chứ không phải ấy đâu đó, chứ không phải là một người bình thường mà làm được chuyện đó ha mà mình thấy trong cái quá trình mà nó cẩu tới đó thì trong đó mình cũng thấy có vài thằng cũng là kiểm lâm ha cũng là công an cũng là kiểm lâm chìm á à, rồi nó cũng đứng nó, nó chỉ đạo đó chứ không phải là cái người bình thường ở trong đó đâu à, nhiều khi nó chỉ mặc cái quần thôi là biết rồi hoặc là nó, nó, nó mặc cái áo thôi à, mặc quần thường rồi mặc cái áo của nó thôi là cũng là đủ biết là những cái thằng ở trong đó rồi ha rồi, xe cộ rồi nó chạy tới trước rồi đó nó dàn xếp rồi này kia là À, ấy chỗ nào thì bắt ông anh ra thôi, rồi ông anh là cứ uh, nói muốn chôn chỗ nào thì chôn, nhưng mà đừng có lóng qua bên vườn của người ta, bên đất của người ta. Đó là nó hút lên là nó trồng cái cây này xuống luôn ha. Đó. Thì nó tính theo cái cây đó là cái cái móc đó, cái móc ngay cái chỗ đó đi ra tới khoảng đất nào là con đất nó bị tịch thu á, đó. đó là nó đưa ra dự án á, thì khái nó đem cây này trồng tới đó mục đích của nó là gì thôi, chứ không tốt lành gì đâu ha. Thì uh, qua một số cái uh cái uh, hình ảnh video nói chung là mình cũng có coi đều đều coi mấy đứa sau này nó quay á, thì nó chỉ có youtube mấy đứa youtube mới á mấy đứa youtube cũ rồi, uh, giống như đăng tin giật tích đồ này kia để mà câu like câu view rồi đó thì mấy cái đứa nó nó cũng uh, bị hốt nhiều rồi ha cũng hốt cũng uh, cũng bảy tám đứa gì đó Youtuber đó hốt rồi đóng phạt tầm lâm bảy triệu một một ấy nó rồi bắt uh, tháo mấy, lấy mấy video đó xuống luôn à, còn mấy youtuber mới mới này mới nổi nổi lên cỡ đăng uh, ghi danh cỡ vài chục vài chục nghìn người subscriber đó thì vẫn nó vẫn còn để cho quay thì nói chung cái này quay đâu có gì đâu lúc này thì chỉ có những cái người mà người ta ở nha trang rồi ở sài gòn người ta xuống á đó. Đó, người ta xuống người ta tham viếng thì người ta thuê xe 17 17 chỗ người ta thuê xe đó là người ta đi xuống ấy thôi nguyên cả một từng đoàn đoàn gì đó hoặc là những đoàn phật tử ở chùa nào đâu ngoài bắc ngoài đồ người ta vô đó đó, người ta tới ta thăm viếng thì chỉ có đi vô cái cốc của ổng thôi đi vô cái cái tròi của ổng á ngồi tu thì đi vô chỗ đó thì thắp nhang thắp nến đồ này kia lên rồi xá lại đồ này kia rồi thôi rồi đi về chứ đâu có làm gì thì mấy thằng youtube này nó chỉ có túc trực để nó quay thôi mà trong cái đám youtube này luôn cũng có công an trong đó luôn mình nhìn mình biết đó nó nó đi theo dõi thứ coi có ai tới nói cái gì không hay là bày vẽ cho gia đình đồ này kia không á đó, đó. Thì qua cái chuyện ông Nguyễn Tệ thì cũng có có kẻ bị phạt ha Có kẻ bị phạt, có kẻ thì lên hương ha Nhờ cái màu áo của ổng Thì cái màu áo này là lan rộng ra hầu như là khắp toàn quốc rồi ha Toàn quốc rồi Thì ngay cái chỗ này là cái khu vực chợ ở Bình Thuận đó Thì họ đang bán cái áo này giá hiện tại là 220.000 ha Thấy cũng ghê gớm không Một cái áo thun thôi ha Áo thun mà chỉ có in mấy cái, cái màu lên trên đó thôi là cũng lượm tiền nhiều rồi đó ha. Chưa nói là mấy cái tiệm mà lớn ở Sài Gòn coi như là à, may mấy cái bộ áo dài rồi đó. Áo dài cho mấy cái người ở nước ngoài về rồi này kia đặt mấy cái đó là càng đắt nữa. Cứ một bộ về 200 đô ha, 200 đô, 300 đô. Lượm tiền như tôm tươi luôn ha. Đó, có bên uh, chùa mà chùa ấy á <laughs> chùa mà chùa làm tiền nữa ha. Đó, chùa làm tiền đó thì rất lập đập còn mà bên uh, mấy cái uh, người bình thường kia thì uh, hoặc là cái những cái người mở khu vực Gia Lai á thì cũng được bà con uh, như là đem gạo đem đồ tới để mà cho những cái người nghèo ở khu vực đó đó thì nói chung là coi như có uh, uh, kẻ được lên là người bị xuống uh, <laughs> Cũng tùm lên hết do một mình ông siêu minh tệ thôi, xách uh, nồi cơm điện đi vòng vòng ngoài đường thôi, cũng đã làm trao đảo cả nước Việt Nam rồi, cả thế giới luôn rồi.